Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 16 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến do MC Khánh Duy diễn đọc, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tuyết Hành, vừa nãy huynh nói có nhiều thần vương chết đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tả Thu Mi nhíu đầu mày, nàng lần bế quan này hơn một ức năm, nếu không có sự xuất hiện của Tần Tư thì có lẽ giờ này nàng vẫn còn đang bế quan. Tả Thu Mi và Tần Tư đều không biết, Khương Lập tiếp thu toàn bộ kiến thức của Tả Thu Mi sau khi hạ sinh Tần Tư, chính vì vậy trên người Tần Tư có những biểu hiện cảm giác đặc trưng mà chỉ có Tả Thu Mi mới có thể nhận ra được. Hơn 1000 năm trước, nơi này đột nhiên xuất hiện thêm thần vương. Ami, nàng thử đoán xem thần vương đó là ai? Tuyết Hành ha ha cười, nhãn tình rất nhanh nhìn qua Tần Tư một lượt. Tả Thu Mi bế quan hơn một ức năm, mới vừa xuất quan thì ngay lập tức Tuyết Hành có được cảm giác. Ông vội vã cáo biệt bằng hữu, quay trở về nơi này ngay tức thì. Lẽ nào là thần vương của Chu gia? Tần Tư đột nhiên nói, hơn 1000 năm trước chính là Tần Vũ đã giết chết hai vị thần vương của Chu gia. Tả Thu Mi cùng Tuyết Hành bị ám hại bởi Bát Đại Thánh Hoàng, nên đối với thần vương của một trong Bát Đại Thánh Hoàng bị chết, đối với Tuyết Hành là một chuyện đặc biệt vui. Đúng rồi, chính là Chu Thông và Chu Yểm, hai người mà không lâu sau lại còn được đón tiếp thêm Chu Nhiên và Chu Hắc ở nơi này. Chu gia bốn thần vương bị cha của chàng trai trẻ này Tần Vũ giết chết. Được rồi, Tần Vũ có phải là cha của cậu không? Tuyết Hành cười híp cả mắt nhìn Tần Tư nói, Chu Yểm cũng chính là Chu Vô Luyến. Tuyết Hành cùng những lão thần vương gọi hắn là Chu Yểm, và cái tên Chu Vô Luyến cũng chính là tên mà hắn sau này cải biến thành. Tần Vũ chính là gia phụ, bốn vị thần vương của Chu gia cũng chính là do gia phụ giết chết. Tần Tư mỉm cười, ngữ khí đầy lòng ngưỡng mộ sùng bái cha mình. Thật không nghĩ tới cha cậu tại thần giới lại là một nhân vật lợi hại đến như vậy. Đáng tiếc chúng ta thân đã ở đây không được diện kiến cha cậu. Tuyết Hành có chút than vãn nói, Ami, có một chuyện mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vị thiên tôn của Chu gia kia cũng đã tới nơi này. Hơn nữa tu vi toàn bộ đã bị phế bỏ, suýt chút nữa bị cuốn vào đạo súc sinh, một trong lục đạo luân hồi. Thế nhưng Chu gia có 5 vị thần vương cùng với những thần vương của Bát Đại Thánh Hoàng hợp nhau lại chống lại Lôi Phạm, chính vì thế mà mới có thể lưu lại vị thiên tôn thứ hai ở đây. Chu gia 5 vị thần vương? Tả Thu Mi có chút không hiểu hỏi lại. Bốn vị thần vương của Chu gia thì nàng biết, nhưng vị thần vương thứ 5 thì nàng không biết. Đúng vậy, tên tiểu tử Chu Hiển rốt cuộc cũng thành thần vương. Đáng tiếc thành thần vương chưa lâu thì đã bị giết chết, coi như là vị thần vương xui xẻo nhất à. Tuyết Hành thần vương, ngài nói Lôi Phạt Thiên Tôn còn ở nơi này sao? Còn có một vị Lôi Phạt Thiên Tôn trước nữa sao? Đã là thiên tôn mà còn chết được sao? Tần Tư trong lòng có nhiều nghi hoặc. Thần giới có 3 vị thiên tôn đã tồn tại vạn vạn ức năm qua, cũng chỉ có duy nhất một vị thiên tôn là Lôi Phạt Thiên Tôn đã bị giết, mà ở chỗ này cũng có một vị thiên tôn bị chết. Nguyên lai là thế này, thần giới không chỉ có chúng ta mà còn có một thần giới từ rất lâu đời trước đó. Hôm nay đại bộ phận thần nhân ở nơi này đều là người của thần giới kia. Thần vương của thần giới chúng ta chỉ có rất ít người. Thiên tôn bị chết trước kia cũng chính là thiên tôn của thần giới kia, không phải là của thần giới chúng ta. Tả Thu Mi giải thích cho Tần Tư, Tần Tư mới giật mình hiểu ra. Theo như lời bọn họ thì còn một thần giới khác tồn tại, giống như cha hắn đã từng giải thích qua. Thần giới của Hồng Mông thì còn xa mới lâu đời bằng thần giới của Lâm Mông. Cũng như thế, thần giới của Tần Vũ cũng sẽ còn lâu mới bằng thần giới của Hồng Mông. Tại thần giới này, thiên tôn bị chết cũng không phải là điều quá kỳ lạ. Đúng vậy, cái thần giới kia rất đông người, bọn họ sở hữu nhiều thành trì, còn chúng ta thì lựa chọn một địa phương nào đó rồi ẩn cư, thế lực của bọn họ so với chúng ta thì mạnh hơn nhiều lắm. Tuyết Hành thở dài, thực ra đến đây không phải là không có thành trì, mà khi họ từ Hồng Mông vũ trụ đến đây thì đã bị thần vương của Lâm Mông vũ trụ chiếm trước, ngay cả thành trì cũng không có. Đáng tiếc Lôi Phạt không có luân hồi, lưu lại cũng không có gì là đại dụng. Một người là thiên tôn nhưng tu vi mất hết, còn không bằng một người tu chân bình thường. Bằng không có một vị thiên tôn, không lẽ chúng ta một tòa thành trì cũng không có hay sao?
Tuyết Hành Thần Vương lại tiếp tục nói: Năm đó ở thần giới Hồ Phong Hoán Vũ, một thần vương cao cao tại thượng, đến khi chết cũng phải ở một nơi hoang dã. Đó là một loại so sánh không thể chấp nhận. Chỉ cần nghe thấy thế thôi cũng làm cho người ta cảm thấy bất mãn. Thu Mi Thần Vương, Tuyết Hành Thần Vương, cảm ơn các ngài đã nói những chuyện này cho vãn bối biết. Cũng tại lúc trước đây, đại đệ Tần Sương cũng vào đây, vãn bối còn muốn đi tìm hắn, không thể ở đây lâu hơn được. Sau này tìm được đệ đệ của mình, vãn bối nhất định sẽ đến viếng thăm hai người. Tần Tư đại khái đã hiểu được mọi vấn đề ở đây. Đây chính là thế giới của người chết. Cả hồng mông không gian và những vũ trụ khác khi có người chết đều du nhập vào đây. Hơn nữa, ở nơi này đến một trình độ thì có thể luân hồi. Tuy nhiên, những người nguyện ý luân hồi là những người ở 9 tầng hạ. Tại 9 tầng thượng là nơi của những người tu chân, đặc biệt chính là tầng 9 của 9 tầng thượng này. Họ đã là thần vương hết, không ai muốn luân hồi để làm lại con người từ đầu nữa. Đệ đệ của cậu ư, cũng là người sống tiến vào đây sao? Các ngươi như thế nào mà tiến vào đây được? Tả Thu Mi sững sờ, nàng không ngờ lại còn có người còn sống mà tiến vào đây. Từ trước tới nay chưa từng có biểu hiện này. Vãn bối cũng không rõ ràng lắm, nên bây giờ cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Tần Tư cười khổ một tiếng, bỗng nhiên nghe thấy đây chính là thế giới của người chết, hắn cũng rất buồn bực. Rốt cuộc biết mình không chết, hắn cũng cảm thấy đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Tả Thu Mi lại tiếp tục giải thích cho Tần Tư. Đáng chú ý chính là kiện Hồng Mông Linh Bảo, thần vương mới chết đi không thể nào là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, ở tại nơi này cũng cần phải có thời gian lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nếu hắn không có vào thành trì cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc Tần Tư không biết rằng Tần Sương thực tế không có mặt tại tầng không gian này. Hắn có dò tìm như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là vô công. Tại tầng của thiên tiên cảnh giới, Hồng Quân ở lại nơi này hơn 100 năm, biết không ít người, mà đa số những người này cũng là do hắn giết chết hoặc liên quan đến hắn mà chết. Đối với những người này tại Tử Huyền Tinh cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh giới, hắn cũng không muốn giết thêm họ một lần nữa. Dần dần hắn tách ra đến một địa phương tách biệt. Hơn 100 năm sau, Hồng Quân chuẩn bị rời khỏi tầng thiên tiên này mới sử dụng kinh thiên côn khí, một côn đập nát nơi tập trung của những người Lam Phong Tinh. Ngay lập tức bị lực hút của hắc động trực tiếp hút lên tầng 5, tầng dành cho kim tiên cảnh giới. 9 tầng thượng, tầng thứ 5, tất cả người chết đều là những kim tiên bị chết hoặc những người từ những tầng trên bên dưới phi thăng lên. Chỉ hơn thiên tiên có một tầng nhưng người cũng ít đi rất nhiều. Có một điểm chung giữa tầng này và thiên tiên là người ở đây không thể phi hành. Hồng Quân không biết tại những tầng này, tại 9 tầng thượng chỉ có cảnh giới là thần nhân mới có thể phi hành. Ngay cả tiên đế cấp bậc cũng không thể phi hành, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn mà thôi, căn bản cũng không thể phi hành. Tại tầng của kim tiên, Hồng Quân cũng biết mấy người, nhưng thật ra cũng là mấy ma vương của Tu La ma giới chết trận. Hồng Quân không nói chiến cuộc của cuộc chiến, chỉ nói Tu La đế quân an toàn, cương thi nhất tộc nguyên khí đại tổn nên tạm thời ngưng chiến. Kim tiên không gian, Hồng Quân ở lại hơn 300 năm rồi mới phi thăng lên tầng thứ 6, đó chính là tầng của cao thủ đế cấp. Tại phi thăng trì, chỉ có một mình hắn bước ra, nơi này không có vẻ gì đông đúc, nhìn quanh một hồi cũng chẳng thấy ai. Hồng Quân liên tục phi hành trong 3 năm cũng không hề bắt gặp một tòa thành trì nào, chứ đừng nói là thấy được người nào. 10 năm sau, Hồng Quân gặp được một thôn nhỏ và gặp được một người, rốt cuộc cũng là một người quen, người mà hắn không thể nghĩ tới, đó chính là Ngân Nhãn Cương Ti Hoàng Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh cũng phát hiện ra Hồng Quân chính là người của Tu La ma giới, túc địch truyền kiếp. Tuy nhiên lúc này gặp mặt hắn lại không có cảm giác hận thù đó, chỉ còn lại là một tình cảm hết sức phức tạp. Đại ca ta chắc hẳn là sẽ không giết các ngươi như thế nào mà chết vậy? Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Hồng Quân mới mở miệng nói. Với tính cách của Tần Tư thì Hồng Quân hoàn toàn rõ ràng, hắn nói không giết thì nhất định hắn sẽ không giết. Ta cũng không biết, ngay cả chết như thế nào ta cũng không biết nữa. Ngày đó sau khi ngươi cùng ca ca ngươi biến mất, hư không đột nhiên xuất hiện một dòng suối màu xám, ngay lập tức toàn bộ chúng ta đều bị hút vào đây. Huống Nhật Minh lắc đầu cười khổ. Từ khi tiến vào tầng này với tư cách như một tiên đế chết đi, sau khi hắn hiểu được mọi chuyện, lại vào một tòa thành trì quan sát một phen, và cuối cùng biểu hiện của Huống Nhật Minh so với Hồng Quân còn kém hơn. Hắn tìm ngay một địa phương không có người ở ẩn cư, quyết tâm không ra ngoài nửa bước. Cái gì dòng suối chảy, còn có chúng ta là ý tứ gì đây? Ngoại trừ ngươi còn có nhiều người tiến nhập vào đây sao?
Chẳng lẽ không phải ngươi chết rồi mới tiến nhập nơi này? Hồng Quân kỳ quái nhìn Huống Nhật Minh, câu trả lời của hắn là câu trả lời ngoài ý muốn của hắn. Không phải, ta không có chết, ta cảm thấy rõ ràng là ta không chết mà. Huyết năng châu của ta vẫn còn nguyên, hơn nữa máu của ta với những người ở đây không giống nhau, vẫn đang còn là màu đỏ. Huống Nhật Minh nói với vẻ mặt ảm đạm, dù là không chết nhưng ở đây thì có khác gì đã chết đâu. Là màu đỏ ư? Hồng Quân nhớ lại những người dùng binh khí đánh nhau trong không gian của thiên tiên cảnh giới, máu của họ màu xám. Hắn vội vàng rạch vào tay mình một cái, rất nhanh chóng ở trong chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Ngay lập tức hắn cười như phát điên. Lãng phí. Huống Nhật Minh có thể cảm nhận được máu của Hồng Quân ẩn chứa một lực lượng vô cùng lớn. Hắn nuốt nước miếng, hạ giọng nói thầm. Ta không chết, ta thực sự không có chết. Huống Nhật Minh, ta không chết. Buồn bực đã lâu như vậy, giờ biết được mình không có chết khiến cho Hồng Quân vui mừng như điên dại. Cho dù không có chết thì cũng có tác dụng gì đây? Ở nơi này cũng cùng với cái chết thì có khác nhau gì đâu. Huống Nhật Minh hiểu được Hồng Quân liền liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn cũng không hiểu rõ vì cớ gì mà Hồng Quân lại vui mừng đến như vậy. Không giống, không giống nhau chút nào cả. Chúng ta ở đây là người sống, còn họ thì đã là người chết. Hay nói cho rõ hơn thì chúng ta còn có hơn họ một lần chết nữa. Hồng Quân cao hứng lại tiếp tục cười. Đúng vậy, không chết cũng là một chuyện tốt. Thôi được, bằng hữu của ngươi còn có Tu La Đế Quân cũng bị hút vào trong dòng suối, nhưng vì ta không ra ngoài nên cũng không gặp họ. Huống Nhật Minh bị Hồng Quân ảnh hưởng liền cảm thấy vui vẻ hơn. Ngươi nói cái gì? Tiểu Bàn bọn họ cũng vào đây sao? Hồng Quân đột nhiên nhỏ giọng hỏi lại, hai tay đột nhiên nắm lấy Huống Nhật Minh lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, bọn họ vào đây so với chúng ta còn sớm hơn, bây giờ cũng hẳn đang ở chỗ này rồi. Huống Nhật Minh gật gật đầu, chuyện cổ bàn bọn họ cũng đi vào nơi này không thể giấu giếm. Ý của ngươi là sau khi ngươi bị dòng suối chảy hút vào liền tới nơi này mà không có đi qua các tầng không gian khác ư? Hồng Quân nghi hoặc không giải thích được, tình huống của Huống Nhật Minh không giống với mình. Mình chính là từng thấp nhất một mạch phi thăng lên, mặc dù việc phi thăng rất đơn giản. Không có, ta vừa ra là đến nơi này à, không có qua tầng thứ không gian gì hết. Ta biết bên trên có một tầng, tới cảnh giới thần nhân mới có thể phi thăng lên. Chắc người cũng biết, chúng ta cương thi nhất tộc không thể phi thăng à. Huống Nhật Minh cười khổ một tiếng, khái niệm cương thi nhất tộc không thể phi thăng đã khắc sâu vào trong óc hắn. Hắn căn bản không biết nơi này cùng Hồng Mông không gian không giống nhau. Vậy ba kim nhãn cương thần bây giờ ở tầng cảnh giới thần nhân cũng chính là tầng thứ 7 của 9 tầng không gian. Huống huynh, ta muốn đi tìm bọn Tiểu Bàn, ngươi tiếp tục ở lại hay là đi cùng ta? Hồng Quân dừng một chút tiếp tục nói. Nơi này không phải Tu La giới, chúng ta cũng không nên còn cái kiều hận chủng tộc này. Ngươi cũng có thể nghĩ ta cùng ngươi đều trở thành người vừa chết, tất cả kiều hận cũng nên tiêu mất đi. Được rồi, ở tại chỗ này cũng không có chuyện gì. Vậy cùng ngươi đi ra ngoài à? Thật không nghĩ tới chúng ta lại có thể bình thản cùng nhau nói chuyện. Cũng không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi đi tìm địch nhân trước kia của cương thi nhất tộc chúng ta. Huống Nhật Minh cười cười, bất quá nụ cười của hắn đều là cười khổ. Thế sự không lường trước được, chính Hồng Quân cũng phải cảm khái. Mặc kệ là một tầng không gian, cảm giác của Hồng Quân đều là không có cuối, chỉ là càng lên cao người càng ít. Từ Huống Nhật Minh biết được đại ca Tần Tư cũng đã biến mất, không biết có tiến vào vô danh không gian này hay không. Nếu Tần Tư cũng vào đây, Hồng Quân thực sự bây giờ không biết phải làm gì cho tốt. Hồng Quân đã phát hiện một điều, chính Hồng Quân đạo của mình mới tạo thành hậu quả như vậy. Hơn nữa, bầu trời vật chất màu xám nơi này cùng vật chất sinh ra trong đan điền Hồng Quân trước kia là giống nhau. Liên tục tìm kiếm thành trì, Hồng Quân cũng không dám phóng lực lượng bên ngoài cơ thể. Hắn đã là thần nhân, nếu bị không gian cảm ứng được lực lượng hắn phóng thích, không chừng sẽ bị phi thăng lên một tầng không gian thần nhân. Hồng Quân chưa tìm được cổ bàn nên không muốn phi thăng bây giờ. 50 năm Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh tìm được ba đại thành trì, không tìm được cổ bàn nhưng tìm được Âu Dương Phạm cùng đế cấp tướng lãnh chết trận ở Tu La Ma giới. Âu Dương Phạm vừa nhìn thấy Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh đều ngạc nhiên không thôi. Tuy nói đối với Huống Nhật Minh còn có thù hận trong quá khứ, bất quá cũng không giống với ở Tu La giới nhìn thấy là đánh giết. Âu Dương Phạm vừa biết chính mình không chết, nhìn Hồng Quân cũng vô cùng cao hứng. Bất quá họ không nói với những người khác, ba người sống lại xuất hiện tại thế giới người chết,
bị bọn họ biết, không biết sẽ phát sinh hậu quả gì. Đội ngũ tìm người cũng nhiều lên không ít, nhưng là người tu la giới không dám tin tưởng rằng trong đội ngũ cương thi nhất tộc Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng cùng tu la ma giới Đại Nguyên Soái cùng một chỗ, còn có thủ phạm giết mấy từ nhãn cương thi là Hồng Quân. Nhìn lượng người càng ngày càng nhiều lại càng cảm thấy cổ quái, chính là không có tìm được cổ bàn, cũng không có thấy một người chết nào của cương thi nhất tộc. Theo lý mà nói, bao năm qua cương thi nhất tộc hẳn là có không ít tộc nhân ở đây mới đúng, nhưng Hồng Quân trong nhiều năm như vậy cũng chưa tìm thấy một cương thi nào. Chẳng lẽ cương thi nhất tộc của ta chết đi đều không có tới nơi này hay sao? Tìm hơn 100 năm, người tu la ma giới đã thấy không ít, nhưng cương thi nhất tộc một người cũng không thấy. Huống Nhật Minh không nhịn được buồn bực than một tiếng. Có thể cương thi đều tập trung tới một địa phương đặc biệt nào đó, cương thi chính là chủng tộc rất đoàn kết mà. Hồng Quân cười cười an ủi Huống Nhật Minh, tình huống cụ thể hắn cũng không biết. Có thể à? Huống Nhật Minh suy nghĩ một chút, Hồng Quân nói rất có đạo lý, cương thi quả thật là chủng tộc đặc biệt có chút đoàn kết. Hồng Phong Thành, Hồng Quân bọn họ bây giờ đang ở trong thành trì này. Hồng Quân vừa gặp hai người là người quen hay nói là cửu nhân, chỉ là Hồng Quân phát hiện thấy bọn họ mà bọn họ không phát hiện được Hồng Quân. Ngũ Hành cùng Tử Quang từng chết dưới tay Hồng Quân vẫn ở tại bên trong Hồng Phong Thành. Thế giới của người chết cũng không phải tốt như vậy. Cũng may hai người đều là bát cấp tiên đế, tại Hồng Phong Thành coi như là cao thủ, bình thường cũng không có người nào gây khó khăn với bọn họ. Bát cấp tiên đế tại Tiên Ma Yêu Giới đều thuộc loại nhất lưu cao thủ, nhưng tại Vô Danh Không Gian, bát cấp tiên đế tuy ít nhưng còn hơn Tiên Ma Yêu Giới rất nhiều. Chẳng hạn Hồng Phong Thành, trong mấy trăm vạn tiên đế, bát cấp tiên đế thì có tới hơn 1.000 người. Vô Danh Không Gian cùng Hồng Mông Không Gian không giống nhau, nơi này chỉ cần đạt đến tu vi đều có thể phi thăng, không có thiên kiếp, nhưng mà nếu chết lại một lần nữa là thật sự vĩnh viễn tiêu thất, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Tinh thần cùng thân thể đều biến mất một phần tử của Vô Danh Không Gian. Hồng Quân một mực quan sát Ngũ Hành cùng Tử Quang. Với tu vi bây giờ, hai người căn bản vốn không phải là đối thủ của hắn, chỉ là tại Hồng Mông Không Gian không thể ra tay với bọn họ. Bất quá có Huống Nhật Minh cùng Âu Dương Phạm, lại có thật nhiều cao thủ ma đế tu la ma giới, đối phó hai người bắt cấp tiên đế khả năng có thừa. Ngũ Hành cùng Tử Quang đều bởi vì muốn cướp lấy thần khí của Hồng Quân, khi chết xuống bị lạc nhau. Sau một đoạn thời gian dài, hai người muốn lại mới một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Dã tâm của Ngũ Hành thật lớn, nhưng ý tưởng một lần nữa thành lập thế lực tại địa phương đều là cao thủ đế cấp tồn tại này là một việc rất khó. Ngũ Hành cố gắng lâu như vậy, ngoại trừ vốn mấy thuộc hạ đã chết, gần đây chỉ thu nạp được mấy người 2-3 cấp tiên đế đi theo hắn. Con người chết đi, lòng tranh đấu đều giảm đi không ít, không ai nguyện ý đi theo Ngũ Hành tiếp tục trải qua các loại cuộc sống khổ tâm tranh đấu này nữa. 10 ngày trôi qua, Hồng Quân vẫn âm thầm đi theo bọn người Ngũ Hành. Hồng Quân đi cũng chỉ dẫn theo Huống Nhật Minh cùng Âu Dương Phạm, ba người đều có thể để cho bọn họ không phát hiện được tung tích theo dõi. Ngũ Hành gần nhất vẫn liên lạc một cao thủ tiên đế rất có hy vọng, bát cấp tiên đế Triệu Dương. Triệu Dương là một người ở không gian khác, bởi vì ngoài ý muốn chết đi, tại không gian đó danh tiếng cũng rất lớn. Sau khi đã chết, tại Hồng Phong Thành lại giao liễu rất nhiều bạn tốt, nên Ngũ Hành những tưởng có thể lôi kéo hắn. Chỉ tiếc Triệu Dương căn bản là không có lòng tranh cường đấu thắng. Lúc chưa chết, tại không gian cũ, Triệu Dương chính là một lão hảo tiên đế. Thế lực nào có xung đột đều là Triệu Dương ra mặt giảng hòa. Bây giờ tại Hồng Phong Thành cũng là như thế. Bất cứ ai sinh ra mâu thuẫn, Triệu Dương vẫn như cũ vì bọn họ mà giảng hòa. Ngũ Hành biết Triệu Dương chính là trong lúc mình cùng một ma đế khác sinh chuyện, Triệu Dương ra mặt khiến cho Ngũ Hành không thể giết chết ma đế kia. Cũng bởi vì chuyện này, Ngũ Hành biết phân lượng của Triệu Dương tại Hồng Phong Thành. Liên tục theo dõi suốt 10 ngày, Hồng Quân cơ bản biết được Ngũ Hành có chút sự tình gì. Đối với con người Ngũ Hành như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không nói gì. Sau khi đã chết, còn tiếp tục nghĩ tranh cường, cũng chỉ có nhân tài ham quyền lợi như hắn mới có thể làm được. Vốn muốn từ trên người Ngũ Hành dò xét một ít tin tức cao thủ tiên ma yêu giới chết đi, theo dõi thêm vài ngày, không thấy có hy vọng gì thêm, Hồng Quân buông tha, không tiếp tục theo dõi hắn nữa. Hồng Quân không muốn nghĩ tới chuyện tiêu diệt Ngũ Hành, chỉ mỗi chuyện hắn giết Lâm Phi, Hồng Quân đã có lý do để giết hắn. Bất quá, Hồng Quân lại không hạ thủ được. Ngũ Hành dù sao cũng xem như chính mình giết chết, Tử Quang cũng là bởi vì chính mình mà chết. Giết họ thêm một lần đã xem như là báo thù, coi như là triệt tiêu cừu hận, không có cần phải đem cừu hận này tới Vô Danh Không Gian của người chết này nữa.
Cuối cùng Hồng Quân lắc đầu, ngũ hành ở chỗ này tiếp tục như vậy, không cần chính mình phải động thủ, tất sẽ có địch nhân diệt trừ. Hồng Phong Thành hoàn cảnh an ổn, không có thể dễ dàng bị hắn phá hỏng như vậy. Rời khỏi Hồng Phong Thành, Hồng Quân nhóm 8 người tiếp tục tìm kiếm. Âu Dương Phạm chủ yếu là tìm kiếm Tu La Đế Quân La Băng, Hồng Quân tìm kiếm chính là Cổ Bàn, Tôn Ngộ Không. Về phần Huống Nhật Minh còn lại là muốn tìm được cương thi nhất tộc của mình. Tìm kiếm suốt 300 năm, cuối cùng Hồng Quân trước tiên tìm được người muốn tìm. Phượng Hy do là linh thú của Hồng Quân, hơn 200 năm trước Hồng Quân đã cảm nhận được Phượng Hy tồn tại. Phượng Hy cũng đã nhận ra Hồng Quân. Hai người cách xa nhau thật sự quá xa, dùng suốt hơn 80 năm thời gian mới có thể hội cùng một chỗ. Những năm gần đây Phượng Hy bắt đầu tuyệt vọng, nhìn thấy Hồng Quân, Phượng Hy nước mắt lập tức rớt xuống. Tiểu Phượng Hoàng kiên cường này qua bao nhiêu năm thống khổ như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được đối tượng có thể phát tiết. Phượng Hy so với Hồng Quân còn thảm hơn, không biết chính mình chưa có chết. Phượng Hy tu vi thấp nhất tiến vào dòng chảy màu xám liền ngẩn ra. Sau khi tỉnh lại, thế giới toàn bộ đã thay đổi, nghe ngóng mới biết được nơi này chính là thế giới của người chết. Yêu đế chết đi không ít, Phượng Hy không tin mình chưa chết. Nhìn thấy Hồng Quân, biết được tin mình không chết, Phượng Hy cùng Hồng Quân giống nhau, đầu tiên là hưng phấn, sau đó lại tiếp tục ảm đạm. Phượng Hy tại vô danh không gian cũng không có đi qua nhiều địa phương, Cổ Bàn cùng Ngộ Không ở đâu nàng cũng không biết, chỉ có thể cùng Hồng Quân cùng đi tìm kiếm. Tìm được Phượng Hy làm cho Hồng Quân cao hứng một trận, đồng thời cũng cảm thấy khó chấp nhận được. Trong một thời gian dài, bọn người Phượng Hy hẳn là đều bị hắn liên lụy mới tới nơi này. Hổ Liệt Thành, sau 500 năm, Hồng Quân nhóm 9 người rốt cục ở lại chỗ này, tìm được một người quen, Tu La Đế Quân La Băng, hơn 2000 năm qua vẫn ở tại Hổ Liệt Thành. La Băng bắt đầu cũng uể oải, bất quá thời gian khôi phục so với Hồng Quân còn sớm hơn, dù sao nàng cũng là người đứng đầu một phương thế lực, mặc kệ nơi này như thế nào, nếu đã tới nơi này chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Tại vô danh không gian đã lâu, La Băng thậm chí bắt đầu dần dần thích thú nơi này. Tại thế giới người chết này, quy định của tổ tiên, sứ mạng của Tu La giới đều có thể dứt bỏ một bên, cuộc sống hoàn toàn tự do tự tại. Giờ khắc này, La Băng có một loại cảm giác thật là thoải mái, cảm giác không bị gò bó bởi trách nhiệm trên người. Hổ Liệt Thành không tính là một thành trì lâu năm, trong thành trì cũng có không có nhiều người, thế nhưng cũng có thể gọi là vi tinh. Mỗi một người trụ lại Hổ Liệt Thành ít nhất đều có thực lực ma đế. Hồng Quân đã là thần nhân cảnh giới, Huống Nhật Minh 9 cấp ma đế, Âu Dương Phạm bát cấp ma đế, Phượng Hy cũng là thất cấp yêu đế. Bốn người vừa mới vào cửa thành liền khiến cho một ít người chú ý tới. Khổng Lâm, cửu cấp tiên đế tại Hổ Liệt Thành cũng là vì thèm muốn vị trí thành chủ đã lâu, cùng ngũ hành giống nhau, cực lực theo đuổi quyền thế. Khi còn sống là một người kiêu hùng trong ma giới, cho dù đã chết vẫn không định dừng lại. Hiện thế lực dưới tay đã có quy mô nhỏ, 8 cấp ma đế một người, thất cấp ma đế hai người, đương nhiên còn có một ít ma đế cấp thấp. Bọn họ không thể ở tại Hổ Liệt Thành, chỉ có thể trụ ở những thôn ngoài thành, tuân theo sự điều khiển của Khổng Lâm. Khi Hồng Quân bốn người vừa vào thành trì, Khổng Lâm liền chú ý tới. Thực lực Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh hắn nhìn không rõ ràng lắm. Huống Nhật Minh là cương thi, cấp bậc cùng tiên ma yêu giới có điều bất đồng, mà Hồng Quân đã tới thần nhân cảnh giới, tất nhiên không phải Khổng Lâm có thể nhìn ra được. Nhưng hai người đi theo hắn có thể biết được. Âu Dương Phạm hắn nhận biết rõ ràng bát cấp ma đế, nhưng lại là bát cấp ma đế đỉnh phong, nói không chừng một lúc nào đó liền có thể đột phá tới cửu cấp ma đế. Còn có Phượng Hy, chân người tản mát ra khí tức siêu cấp thần thú, nói cho Khổng Lâm biết thất cấp yêu đế này tuyệt đối có thực lực của bát cấp ma đế. Như vậy chủ lực thật sự chỉ có thể gặp mà không có thể cầu. Rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, Khổng Lâm hướng tới bốn người nghênh tiếp. Tại hạ Khổng Lâm, chẳng biết mấy vị có hứng thú cùng ta uống chén rượu không? Khổng Lâm coi như là có lễ phép, đối với bốn người này đầu tiên khom người nói, ngữ khí cũng có chút thụ dụng. Bốn người sừng sốt nhưng lập tức hiểu được. Hồng Quân cười cười nói, uống rượu thì uống rượu, có chỗ cho chúng ta vui vẻ là tốt rồi. Trước đã đối mặt sinh tử với ngũ hành, hôm nay Khổng Lâm biểu hiện nhiệt tình như vậy, Hồng Quân đương nhiên là hiểu ra, vốn định cự tuyệt nhưng muốn nghe một chút tình huống Hổ Liệt Thành. Dù sao bọn họ chính là đang tìm người, có người giúp đỡ luôn là chuyện tốt. Huống Nhật Minh cùng Âu Dương Phạm đều có chút không rõ nhưng cũng không hỏi nhiều. Khổng Lâm lập tức trong lòng mừng rỡ, có thể tu luyện tới đế cấp thì không phải người chỉ sống mới vài năm. Hắn đầu tiên là nhiệt tình chiêu đãi,
đối phương cũng có thể nhiều ít đoán được một chút mục đích, không có cự tuyệt tại chỗ. Vậy nếu mình thu nạp bọn họ, không phải là không có khả năng. Vì muốn tỏ rõ thành ý của mình, Khổng Lâm hướng mấy người trực tiếp đưa tới chỗ ở của chính mình. Tại trước cửa sân một tòa nhà không lớn, bước chân Khổng Lâm dừng lại, khách khí nói: "Bốn vị đạo huynh, nơi này là chỗ ở của tại hạ." Hồng Quân đầu tiên là vừa nhíu mi, vẫn không nói chuyện. Phượng Hy hiểu được đi lên. Khác với Khổng Lâm, ngữ khí của Phượng Hy căn bản không tìm ra hai chữ khách khí. "Uy, không phải nói mà chúng ta uống rượu sao? Mời vào nhà ngươi làm gì?" Khổng Lâm không vì ngữ khí của Phượng Hy mà có chút tức giận, ngược lại cười a a nói: "Nếu ta đoán không sai, vị tiểu sư xinh đẹp này hẳn là vị yêu đế, hơn nữa là siêu cấp thần thú yêu đế." Không đợi Phượng Hy trả lời, tiếp tục nói: "Sở dĩ ta mời các vị đi tới chỗ ở của ta là bởi vì những quán rượu ở đây căn bản không có rượu ngon à." Phượng Hy không để ý tới lời hắn, trực tiếp tránh ở phía sau Hồng Quân. "Mấy vị đạo huynh mời đến." Khổng Lâm nói, đã mở cửa chính để cho bốn người trực tiếp đi vào. Sân này của Khổng Lâm không lớn, trong sân bày biện bừa bãi các loại vật phẩm, thoạt nhìn không có gì, nhưng nhìn thật lâu mới thấy được trong đó có vô hạn ý tứ. Nhìn thấy loại bố trí này, người khác hoàn hảo, nhưng Hồng Quân có chút lấy làm kinh hãi. Cách bố trí này nhìn như là tùy ý sắp đặt, nhưng căn bản là một loại trận pháp. Mặc dù so với thần giới, nhị cấp trận pháp kém hơn rất nhiều, nhưng chỉ có kiểu cấp tiên đế thực lực có thể bố trí ra trận pháp như thế, đích xác cũng hiếm thấy. Nhất thời Hồng Quân trong lòng cũng hiểu được, Khổng Lâm này nghĩ đến cũng không phải nhân vật đơn giản. Xem chừng lần này hiển nhiên là đã hạ quyết tâm muốn lưu lại Hồng Quân mấy người. Có trận pháp này, hơn nữa thực lực của bản thân hắn quả thật có thể vây khốn mấy người kiểu cấp bát cấp ma đế. Chỉ là tìm tới mấy người Hồng Quân thì nhất định không có dễ dàng như vậy được. Trong lòng đã hiểu được ý tứ, Hồng Quân cũng không nói xa, mỉm cười đi theo Khổng Lâm vào đại sảnh, thử xem Khổng Lâm có thể giở trò gì. Đi vào đại sảnh, Khổng Lâm vẫn như cũ khiêm cung hữu lễ, khách khách khí khí hỏi: "Còn không biết bốn vị đạo huynh tôn tính đại danh, có thể cho ta biết được không?" Huống Nhật Minh nhìn Hồng Quân một chút rồi tiếp tục phớt lờ, hiển nhiên hắn cũng không muốn trả lời. Nhưng thật ra Âu Dương Phạm cũng cho Khổng Lâm một chút mặt mũi, nhưng cũng rất đơn giản mấy từ: "Ta gọi là Âu Dương Phạm." Xem như đã trả lời vấn đề của Khổng Lâm. Khổng Lâm ánh mắt chuyển hướng tới Phượng Hy, không nghĩ tới Phượng Hy trực tiếp hừ một cái cho xong việc. Hồng Quân cười nhìn Khổng Lâm một chút xấu hổ, chỉ Huống Nhật Minh. Hắn gọi Huống Nhật Minh, ta là Hồng Quân. Về phần vị tiểu thư xinh đẹp này, nàng gọi là Phượng Hy. Trong lúc mấy người nói chuyện, thuộc hạ của Khổng Lâm cũng đã bưng rượu đi lên. Mỗi người một bình nhỏ, không nhiều không ít. Xem ra rượu này trong mắt Khổng Lâm rất có giá trị. Mấy vị đạo huynh, tại hạ chữ rượu không nhiều lắm, xin thứ lỗi. Huống Nhật Minh không uống rượu, Hồng Quân cùng Âu Dương Phạm nhấp nháp một chén đều gật đầu. Hảo, quá thật là rượu ngon. Phượng Hy vốn không định uống, nghe được Hồng Quân cùng Âu Dương Phạm nói, cũng nhịn không được nếm một chút. Cái miệng nhỏ nhắn nhấp một ngụm thử hương vị, lập tức đổ toàn bộ rượu trong chén vào miệng. Khổng Lâm thấy thế, trong lòng vui vẻ. Lần trước chiêu đãi một người bắt cấp ma đế cũng có nhận xét như thế, xem ra rượu này đích xác là rất hấp dẫn. Bốn vị đạo huynh, tại hạ không hiểu cái gì gọi là quả loan mạp giác. Ta mời bốn vị đạo huynh lại uống rượu, tất nhiên là có mục đích, đặc biệt xem bốn vị đều là bằng hữu. Ở thế giới người chết này cũng không quá yên ổn, cũng có tranh đấu, cũng có thế lực. Tiểu đệ cũng mới thành lập một cái thế lực nho nhỏ, thuộc hạ bát cấp ma đế một người, thất cấp tiên đế có hai người, còn có mười mấy người là nhị cấp ma đế. Tại phụ cận Hổ Liệt Thành coi như là có chút danh tiếng. Ta xem bốn vị đạo huynh cũng là người nhân tài, chẳng biết có thể cùng gia nhập hay không. Hảo ý tới rồi, Hồng Quân âm thầm nghĩ đến. Phi, Phượng Hy tính tình nóng nảy tựa hồ rất khó cải biến, chỉ vào Khổng Lâm nói: "Ngươi là cái đồ vật gì để cho chúng ta đi theo ngươi, một tên tiểu tử ngươi mà cũng mơ tưởng đến sao?" Bị Phượng Hy một trận xúc phạm, sắc mặt Khổng Lâm cũng là một trận hồng một trận bạch, miễn cưỡng đè sự phẫn nộ xuống, mặt hướng Hồng Quân: "Không biết Hồng tiên sinh ý tứ thế nào?" "Ta ư?" Hồng Quân không có nghĩ mũi nhọn như vậy lại hướng về phía mình, chỉ Phượng Hy cười cười nói: "Ý tứ của nàng cũng chính là ý tứ của ta." Hồng Quân mặc dù chưa nói thô tục, nhưng một câu nói này ý tứ cũng đã quá rõ ràng. Bất quá có ý muốn nói, một tên tiểu tử như ngươi dựa vào cái gì đây? Nói đi nói lại,
Hồng Lâm khi còn sống cũng là một phương hào kiệt, cho dù hàm dưỡng tốt cũng đã tới bên bờ bộc phát, mà một câu nói của Huống Nhật Minh càng trực tiếp đốt thêm lửa giận của Hồng Lâm. Ngươi là cái đồ vật gì? Dù sao là kiểu cấp tiên đế, bạo nộ đứng lên chính là rất khó khí thế. Bốn người các ngươi chẳng biết sống chết là gì, bổn tọa thấy thích các ngươi, muốn thu về dưới trướng mới hạ mình cùng các ngươi nói chuyện. Tuy nhiên không nhìn được tốt xấu, bằng không nói chắc ngươi hay, vào tọa sân này đừng mơ tưởng đi ra ngoài. Cho dù các ngươi là bốn người là kiểu cấp ma đế cũng giống nhau thôi, lựa chọn của các ngươi chỉ có thần phục hoặc là chết. Ồ, Hồng Quân làm bộ kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có vũ khí bí mật gì hay sao? Ngươi không biết chỉ có chết thôi. Khổng Lâm mỉm cười nói xong, Khổng Lâm cả người đều tiêu thất, lập tức cả đại sảnh cũng đều tiêu thất, thậm chí cả ghế bốn người đang ngồi cũng đều tiêu thất. À, có điểm ý tứ. Hồng Quân gật đầu mỉm cười, Phượng Hy giật mình, lúc trước thiếu chút nữa chết ở trong tay Hồng Quân, lúc đó chính là hình dáng này. Âu Dương Phạm choáng váng, hắn chính là rõ ràng đã thấy quá trình Hồng Quân như thế nào dùng trận pháp giết chết Tử Nhãn Cương Thi. Huống Nhật Minh cũng có chút đau đầu, trận pháp của Hồng Quân hắn đã gặp qua, thật sự để cho hắn nếm phiền toái không nhỏ, không thể tưởng được hôm nay lại gặp loại tình huống này. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục hoặc là chết. Thanh âm của Khổng Lâm lại vang lên. Oanh! Trả lời hắn là một quyền của Huống Nhật Minh, không hổ là Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng, oai lực một quyền đánh thẳng vào không gian này, làm nó không ngừng run rẩy. Hồng Quân vừa nhíu mi, vốn hắn cũng không để trận pháp này vào mắt. Ở nơi này không gian cực kỳ ổn định, cho dù là Huống Nhật Minh ba lần biến thân công kích, sợ rằng cũng chỉ có thể phá một khối không gian nhỏ. Nếu muốn hủy diệt trận pháp này thật sự khó khăn, chính mình nếu muốn phá trận pháp này thì dễ dàng, trực tiếp đi qua là có thể. Nhưng nghĩ đến Khổng Lâm cũng đã có chút chuẩn bị kỹ càng để đối phó. Tại trận pháp mà nói, Huống Nhật Minh ba người vị tất đã là đối thủ của Khổng Lâm, mà chính mình vừa ra tay có thể lập tức phi thăng. Một cái trận pháp vốn nhìn tưởng như đơn giản, nhưng lại để cho Hồng Quân lâm vào cảnh khó xử. Một tiếng hống, Huống Nhật Minh biến thân, hơn nữa trực tiếp là lần biến thân thứ hai, đánh tiếp một quyền cường đại, cương thi quyền phong trực tiếp đánh vào bên trong trận. Cỗ khí tức này là... Tại cách đó không xa, có một người đứng trên ngã tư đường, một thân hắc y, tuổi còn trẻ. Nữ tử đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức giống như đã từng quen biết, không kịp nghĩ nhiều, theo phương hướng cỗ khí tức đó mà chạy tới. Oanh, oanh! Huống Nhật Minh liên tục không ngừng đấm ra, trận thế dung chuyển càng lợi hại. Phượng Hy đối mặt với người từng là địch nhân này, đứng một bên không ngừng kêu hảo, không ngừng hô, cố gắng lên. Chẳng lượng sức. Thanh âm Khổng Lâm lại vang lên, đồng thời một đạo thiểm điện hướng mấy người bổ tới. Cương thi nhất tộc trời sinh đối với thiên kiếp có điều sợ hãi, ngay cả Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng Huống Nhật Minh cũng không ngoại lệ. Mặc dù so với lôi điện thần kiếp yếu kém hơn rất nhiều, nhưng cơ hồ lộ ra bản năng. Huống Nhật Minh không tưởng tượng được ba người hắn lại chống đỡ khổ sở như vậy. Nhưng chung quanh đều là thiểm điện, ngược lại có vẻ có chút chật vật. Ha 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 ha. Nhìn mấy người bên trong trận pháp, Khổng Lâm vui vẻ cười ha hả. Các ngươi bốn người rốt cuộc lựa chọn thần phục hay là... Chữ tử còn chưa nói ra khỏi miệng, Khổng Lâm thấy choáng váng. Thần thức hắn đã chú ý tới trước cửa sân có một thân hắc y, chính là La Băng. La Băng đang tụ tập toàn bộ lực lượng trên thân đánh vào trận pháp của Khổng Lâm đang chống đỡ, căn bản không có chút biện pháp ngăn trở. Oanh! Trận pháp bên ngoài cùng trận pháp bên trong bất đồng, nhị lưu hồng mông linh bảo phối hợp với toàn thân chân nguyên của La Băng đánh một kích, trực tiếp đánh vào cái sân của Khổng Lâm. Cái trận pháp kia tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Sau một trường toàn lực, Khổng Lâm chết ngay tại chỗ, trận pháp tan thành theo mây khói. Bọn người Hồng Quân sững sờ, không ngờ rằng chỉ với một chiêu, La Băng đã phá tan thành trận pháp, lại còn giết chết Khổng Lâm, cứu được bọn người Hồng Quân. Bọn người Hồng Quân lại tiếp tục hành trình tìm kiếm. Vài ngày sau, trên đường đi, họ thấy một quang cảnh hỗn loạn, rất nhiều tốp cao thủ như đang đuổi bắt một người nào đó. Trong đó có một toán luôn miệng bàn tán. Nhanh lên, kẻo bị đoạt mất thần khí là công toi đấy. Phe này chúng ta nhất định phải liên thủ đoạt được mấy món bảo bối của tên kia. Hồng Quân trong lòng chật động, liền bí mật đi theo chân tốt người đó. Khi đến nơi, nhóm người Hồng Quân thấy một trường chém giết. Nơi đây tất cả các cao thủ đều đang tập trung vây công một người. Thế nhưng một người đấu với hàng trăm cao thủ lại không bị rơi vào thế hạ phong. Người này thập phần quen thuộc với Hồng Quân.
Hồng Quân mấy người liền tìm một chỗ ẩn nấp để xem diễn biến của trận chiến. Hơn 10 đế cấp cao thủ đối chiến, mấy ngàn đế cấp cao thủ đang xem cuộc chiến, vậy quang cảnh hùng tráng ra sao chắc cũng biết. Chỉ việc nghĩ tới thôi là có thể làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhất là có hơn 10 người đang ngoài thất cấp ma đế vây công một người. Chuyện này trước kia căn bản là không dám tưởng đến, vậy mà bây giờ trơ trước mắt làm cho rung động lòng người. 450 đế cấp cao thủ, thấp nhất cũng là thất cấp tiên đế, vây chặt một địa phương, đến một giọt nước cũng không lọt, mặc kệ số lượng đông cỡ nào, ít nhất ở giữa đều phải có 5 người vây bắt. Tấn công mãnh liệt người nọ, nhiều cao thủ đế cấp giao chiến tạo nên một cảnh tượng thật là hỗn loạn. Ở giữa, người nọ cũng là lợi hại, mặc dù tóc lăng loạn nhưng không có chút dấu hiệu nào yếu thế cả. Trường côn màu vàng trong tay càng cao thấp tung bay, làm cho xung quanh mấy người không ngừng lui về phía sau. Thật sự là không thể tưởng tượng được, tiểu huynh đệ này của các ngươi bây giờ cư nhiên cũng đã là kiểu cấp yêu đế à, thật sự là không tưởng nổi. Huống Nhật Minh trên đường đã biết được Tôn Ngộ Không chính là thông linh lạch hầu, tiên ma yêu giới thượng cấp thần thú, từ lúc ra chiến trường thực lực chưa tới đế cấp, đến cuộc đại chiến đã lên tới bát cấp yêu đế. Không nghĩ tới tại đây vô danh không gian này, cảnh giới Tôn Ngộ Không lại tăng lên tới cửu cấp yêu đế cảnh giới. À, nhị vị có điều chẳng biết. Hồng Quân hướng tới La Băng cùng Huống Nhật Minh giải thích, như là đang nói chuyện về một việc rất bình thường. Kinh thiên côn pháp của Ngộ Không tất cả đều là dĩ chiến ngộ đạo, càng chiến nhiều tiến bộ lại càng lớn. Ngộ Không hiếu chiến như vậy, sợ rằng ở chỗ này đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến, muốn không tiến bộ cũng khó à. Huống Nhật Minh, La Băng, thậm chí một bên Âu Dương Phạm đều gật gật đầu. Ba người bọn họ đều biết rõ tên hầu tử này hiếu chiến cỡ nào. Cửu cấp yêu đế, thượng cấp thần thú, lại phối hợp với kinh thiên côn pháp của viên tộc, lực chiến đấu càng thêm cường hãn. Chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt đều sẽ biết. Bang một tiếng, lại một bát cấp yêu đế từ trong vòng chiến bay ra, nằm bẹp trên mặt đất, muốn động một chút đều rất khó khăn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Ngay lập tức, một người là bát cấp ma đế nhảy vào bổ sung. Trong vòng chiến, khoảng 40-50 người vây công, số lượng càng ngày càng nhiều, không có giảm đi. Kinh thiên tam côn! Tôn Ngộ Không bị vây công ở chính giữa, sử dụng côn pháp cơ bản cũng chỉ xuất ra kinh thiên 18 côn. Kinh thiên 9 côn, hôm nay thể lực đã tiêu hao không ít. Tôn Ngộ Không lúc này cũng không muốn dây dưa với bọn cao thủ đế cấp, nên xuất ra kinh thiên tam côn. Ba đạo côn ảnh màu vàng khí thế khổng lồ tới cực điểm, trong nháy mắt phá tan vòng chiến, không thể địch nổi lực công kích nhất thời cường đại. Cả 40-50 người trong vòng chiến thất kinh, mười mấy đế cấp cao thủ bị một côn đánh văng ra ngoài, thậm chí có mấy người thất cấp ma đế chết tại chỗ. Một côn, mười mấy đế cấp cao thủ trọng thương, còn có mấy người tại chỗ bị giết. Dưới tình huống 40-50 người vây công, lại 20-30 yêu đế cao thủ sừng sốt. Mấy ngàn đế cấp cao thủ xung quanh đang xem trận chiến cũng đều sừng sốt. Bọn họ có thể tu luyện tới đế cấp cũng đều đã sống không ít năm, có bao nhiêu lần được xem cái loại cảnh tượng này. Có thể nói, cảnh tượng hôm nay tất cả đế cấp cao thủ có thể vỗ ngực mà nói là lần đầu tiên. Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, tóc có chút tán loạn, theo gió phiêu giật, trong tay một cây trường côn màu vàng chống lên mặt đất, trên người kim giáp chiến y lè lè sáng lên. Giờ khắc này, trong đầu Tôn Ngộ Không có chút cảm giác quen thuộc. Nhớ lúc trước ở tiên giới, đại náo thiên cung, chúng thiên binh thiên tướng đều không phải đối thủ, uy phong bất phàm. Đừng nói chỉ đế cấp cao thủ, ngay cả Huống Nhật Minh, La Băng đều sừng sốt. Không thể tưởng tượng được kiểu cấp yêu đế Tôn Ngộ Không lực lượng chiến đấu lại kinh người như thế. Hai người liếc nhau đều thấy được tia kinh hãi trong mắt đối phương. Kinh thiên tam côn bây giờ nếu là bọn hắn sợ rằng cũng không dám trực tiếp chống đỡ. Hồng Quân trong đầu nổi lên một cỗ tán thưởng. Tôn Ngộ Không giờ này thật sự giống thần thoại đấu chiến thắng Phật lúc trước đã thấy. Đánh đâu thắng đó, uy phong lẫm liệt. Phượng Hy một bên có chút chua xót mắng. Số hầu tử chỉ biết uy phong của chính mình. Các đế cấp cao thủ chung quanh cũng từ sự khiếp sợ mà khôi phục trở lại. Bọn họ không thể dễ dàng buông tha cho Tôn Ngộ Không. Lập tức hơn 10 cao thủ đế cấp trong nháy mắt đã vây khốn Tôn Ngộ Không lại chính giữa. Huống Nhật Minh, La Băng còn có Âu Dương Phạm vừa định đi hỗ trợ lại bị Hồng Quân cản lại. Ngộ Không còn có thể chiếm thượng phong trong chốc lát, huống hồ trên người hắn còn có thần khí chiến y, không có dễ dàng thua như vậy được. Chờ tới lúc hắn chống đỡ không xong thì chúng ta sẽ giúp. Trong lúc bọn họ đang nói thì giữa sân lại xảy ra biến hóa. Oanh một tiếng, Tôn Ngộ Không cả người bị một cỗ cường đại lực lượng đánh văng ra ngoài mấy ngàn thước. May mắn trên người mặc thần khí chiến y,
Bất quá, cho dù thế nào, một kích lực lượng này đã cho Tôn Ngộ Không bị một chút thương tổn. Ngộ Không! Hồng Quân cũng là sửng sốt, vốn những người đó không có khả năng có lực công kích cường đại như vậy. Nhưng những người này trải qua một loại thuật thần kỳ hợp kích làm tập trung tất cả lực lượng đồng thời bộc phát mới có thể phát ra lực lượng cường đại như vậy. Ngộ Không đứng dậy, đồng thời cũng phát hiện ra Hồng Quân mấy người, bọn họ lúc ấy trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Nhưng đến khi thấy Huống Nhật Minh thì rõ ràng thần sắc có chút biến hóa, nhưng chốc lát liền nghĩ thông suốt, lập tức nhìn hướng Hồng Quân, hạ nhẹ hàng lông mi. Tôn Ngộ Không với Hồng Quân đã cùng nhau trải qua vô số trận chiến, đều dị thường quen thuộc tính cách lẫn nhau. Thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không, Hồng Quân lập tức hủy bỏ ý định đi hỗ trợ hắn. Hồng tiên sinh, ta xem không cần đợi nữa à? Âu Dương Phạm đã có chút không nhịn được, bị nhiều người vây công như vậy, nếu không tử thì cũng mệt mỏi đến chết. Tôn Ngộ Không từng vì hắn mà lập công lao, hắn nhớ rất kỹ. Đúng vậy, Hồng tiên sinh, nếu cứ như vậy thì huynh đệ ngươi sẽ gặp nguy hiểm à? Huống Nhật Minh cũng nói, hắn liếc mắt một cái, liền có thể nhìn thấu Tôn Ngộ Không, hôm nay đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực, nếu tiếp tục sẽ lành ít dữ nhiều. Đợi lát nữa đã. Hồng Quân mỉm cười nói, hắn rất rõ ràng tính cách của Tôn Ngộ Không, sợ rằng lúc này Tôn Ngộ Không là muốn cho hắn một chuyện kinh hãi. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng quẹt vệt máu tươi trên miệng, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía những cao thủ đế cấp. Kinh thiên thất thập nhị côn! Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, theo đó côn ảnh đầy trời mang theo côn khí bằng bạc hướng hơn 10 vị đế cấp cao thủ mà đánh tới. Kinh thiên tam thập lục côn! Thân ảnh bay đi còn chưa hạ xuống, Tôn Ngộ Không lại đánh ra kinh thiên tam thập lục côn. Kinh thiên thập bát côn! Kinh thiên cửu côn! Kinh thiên tam côn! Mỗi một tiếng quát đều đem theo một mảnh côn ảnh, mà trong đó lại ẩn chứa cường đại côn khí, càng làm cho người ta không thể chịu nổi áp lực. Đến khi kinh thiên tam côn đánh ra, thân thể Tôn Ngộ Không mới vừa rơi xuống đất. Nói cách khác, năm thức côn pháp này đều là lúc Tôn Ngộ Không trong không trung xuất ra. Giữa mỗi một côn trong lúc đó đều cơ hồ không có thời gian nghỉ, uy lực mỗi côn sau so với côn trước lớn hơn gấp mấy lần. Cứ liên tiếp đánh ra như vậy, uy lực gia tăng tính ra tưởng như đơn giản, nhưng thật ra là rất khủng bố. Côn khí uy lực khổng lồ giáng xuống, không gian không ngừng rung động. Một kích này cơ hồ đã bao trùm cả chiến trường, ngay cả đế cấp cao thủ cũng không thể nào phi hành. Đối mặt với côn khí cường đại này, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Oanh, oanh! Thật lớn, tiếng vang truyền đến. Hơn 10 đế cấp cao thủ đang vây công bị văng trở về, so với tốc độ bay tới còn muốn nhanh hơn, đều té trên mặt đất. Mười mấy đế cấp cao thủ chết trận, còn lại không một người nào có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Hồng Quân đều khiếp sợ. Kinh thiên côn pháp của Tôn Ngộ Không so với hắn càng thêm quen thuộc. Nhưng nếu muốn dùng như thế này, đừng nói là Hồng Quân, sợ rằng ngay cả nhị thúc Khẩu Phí đều không có khả năng làm được. Hồng Quân chính là học kinh thiên côn pháp từ người sáng lập Tôn Luyện, cũng không có nghĩ đến kinh thiên côn pháp còn có thể sử dụng như vậy. Thiên tài chiến đấu Hồng Quân cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi. Sau một hồi công phu đánh chết gần 20 đế cấp cao thủ, mấy trăm đế cấp cao thủ đều không còn sức lực tái chiến. Hơn nữa, trong đó không có một người nào thấp hơn thất cấp. Chiến tích như vậy sợ rằng lúc trước Khẩu Phí, cửu cấp yêu đế khó có thể làm được. Song Tôn Ngộ Không một thượng cấp thần thú lại làm được. Huống Nhật Minh cùng La Băng lần này thực sự là trận tròn mắt. Mặc dù bọn họ cũng tự tin có năng lực làm được điểm này, nhưng La Băng là dựa vào nhị lưu Hồng Mông Ninh Bảo, mà Huống Nhật Minh chủ yếu dựa vào tốc độ của cương thi mới có thể làm được. Còn Tôn Ngộ Không chỉ dựa vào một cây côn trung phẩm thần khí, còn chưa có luyện đến mức tận cùng bộ thiên kinh côn pháp, dựa vào thiên phú chiến đấu, sự công kích dũng mãnh liền có thể đạt được thành tựu như vậy. Hai người đều không thể không thừa nhận, nếu đơn độc đối chiến, cho dù có sử dụng toàn bộ lực lượng, sợ rằng cũng rất khó đánh thắng Tôn Ngộ Không. Lại nhìn Âu Dương Phạm, cái miệng há hốc, không thể tin nổi sự việc trước mắt. Chuyện này đã hoàn toàn là một phạm chủ siêu việt, hắn không có khả năng giải thích nổi. Trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn, vì lúc trước Tôn Ngộ Không cùng 10 tộc người bọn họ khiêu chiến, không có thực lực cường đại, cũng không có điên cuồng như vậy. Phượng Hy chắc là có chút ghen ghét nói, thần thú châu bò như vậy, lực công kích so với Phượng Hoàng xinh đẹp, thật cường đại a. Hồng Quân không nói gì, trực tiếp hướng Tôn Ngộ Không giơ lên một ngón cái. Mang đến sự khiếp sợ vậy, tựa hồ còn chưa đủ, con mắt Tôn Ngộ Không chậm rãi đảo qua các cao thủ đế cấp đang xem trận đấu, âm thanh lãnh khốc nói,
Còn có ai muốn tranh giành thần khí trên người Lão Tôn nữa thì bước ra đi, Lão Tôn cũng tiếp đãi hết. Hồng Quân lần này thực sự nhìn không ra Tôn Ngộ Không còn có bao nhiêu chiêu bài nữa. Huống Nhật Minh cùng La Băng cùng với Âu Dương Phạm cùng Phượng Hy cũng đều không biết, chỉ là đều lặng lặng nhìn Tôn Ngộ Không. Những cao thủ đế cấp đang xem cuộc chiến đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thần khí vũ khí, thần khí chiến đi, tại thế giới người chết này không ai mà không thèm muốn, nhưng nghĩ lại cũng phải giữ được cái mạng mới có thể sử dụng. Đối diện với thần khí chiến đi cuối cùng cũng có người không cưỡng được sự hấp dẫn của nó. 200-300 người lại lục đục kéo đến, số còn lại lần này đều tránh ra xa xa, sợ bị liên lụy. Chẳng biết sống chết. Tôn Ngộ Không a a nói, có Hồng Quân, La Băng, Huống Nhật Minh, Tôn Ngộ Không rút cục cũng lớn mật đánh một trận, tia lửa hiếu chiến trong lòng không ngừng run rẩy, cuối cùng cũng sắp bộc phát. 200-300 đế cấp cao thủ không dám tập trung lại một chỗ như lúc nãy mà phân tán ra, cứ như vậy công kích của Tôn Ngộ Không nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tới vài người. Bọn họ đều không biết cách đó không xa có bọn người Hồng Quân sẵn sàng hỗ trợ Tôn Ngộ Không, nếu biết sợ rằng cũng không dám tiến lên. Một tiếng hống thật to, Tôn Ngộ Không thân ảnh biến mất, xuất hiện một viên hầu to lớn mặc kim giáp, tay cầm kim bổng cực lớn. Dưới tình huống thể lực cạn kiệt, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng hiện ra bản thể thượng cấp thần thú thông linh thạch hầu. Thế nào, có muốn hay không đi hỗ trợ hắn đây? Huống Nhật Minh lại hỏi. Phải biết rằng bọn họ bằng hữu không có nhiều, chết một người là mất đi một người, mặc kệ lúc trước là địch nhân, bây giờ nói như thế nào đều xem nhau như là bằng hữu. Chúng ta mau đi giúp hắn à, Sú Hầu Tử sợ rằng cũng đã tới cực hạn rồi. Phượng Hy mặc dù hàng ngày cùng Tôn Ngộ Không đấu võ mồm, sau nhiều năm chiến đấu cùng một chỗ, cảm tình không thể thiếu được. Đã thấy Tôn Ngộ Không biến thành bản thể, Phượng Hy cũng biết đây là lần bạo nộ cuối cùng. Đợi lát nữa đã, Ngộ Không hình như là muốn biểu hiện cho chúng ta xem cái gì đó. Hồng Quân còn nhớ kỹ ánh mắt vừa rồi của Ngộ Không, ý tứ rõ ràng là một loại giao ước, mặc dù Hồng Quân không biết hắn muốn làm cái gì. Lên! Chẳng biết là ai hô lên một tiếng, lập tức 200-300 đế cấp cao thủ phân biệt từ bất đồng phương hướng tấn công Tôn Ngộ Không. Kim quang hiện ra, thân thể Tôn Ngộ Không còn có kim bổng màu vàng trong giây lát quang mang tăng vọt. Quang mang màu vàng rực rỡ chiếu rọi làm cho đế cấp cao thủ cũng không chịu được phải nhắm hai mắt lại. Như là một cơn gió nhẹ thổi qua, hơn 200 đế cấp cao thủ đột nhiên thân thể mất đi sự khống chế, cơ thể cũng không nhúc nhích được nửa phân, giống như bị vật gì đó trói buộc. Mà bản thể Tôn Ngộ Không thông linh thạch hầu khổng lồ giơ cao kim bổng lăng không bay múa, thong thả xuất ra kinh thiên côn pháp, bắt đầu từ kinh thiên thất thập nhị côn không ngừng vũ động, nhưng động tác lại thong thả, tốc độ một người bình thường cũng có thể đuổi kịp. Kinh thiên nhất côn còn có không gian pháp tắc ư? Hồng Quân vừa nhìn liền sợ hãi kêu lên, sắc mặt đều thay đổi. Huống Nhật Minh cùng La Băng đều là một trận kinh ngạc. Lúc trước Tôn Ngộ Không năm côn liên tục, Hồng Quân cũng chỉ là khiếp sợ một chút, trước mắt chiêu này nhìn không ra có chỗ gì lợi hại, nhưng lại để cho Hồng Quân kinh ngạc như thế, kể cả Âu Dương Phạm cùng Phượng Hy đều không tự chủ được quay lại nhìn Hồng Quân. Hồng Quân cười khổ một tiếng. Kinh thiên côn pháp từ kinh thiên thất thập nhị côn bắt đầu phát ra, tinh tiến mỗi một tầng uy lực đều gia tăng vài lần, chênh lệch lớn nhất chính là kinh thiên tam côn cùng kinh thiên nhất côn. Nếu nói kinh thiên tam côn là tiên khí bình thường, vậy kinh thiên nhất côn chính là cao nhất thần kỳ. Tất cả mọi người sừng sốt, ngay vừa rồi kinh thiên tam côn của Tôn Ngộ Không đã đánh lui không ít đế cấp cao thủ, không có nghĩ đến kinh thiên nhất côn uy lực so với kinh thiên tam côn lại lớn hơn gấp mấy lần, vậy uy lực sẽ là mấy người đều không muốn nghĩ tiếp. Không gian pháp tắc là cái gì vậy? Huống Nhật Minh nhíu mày hỏi. Hắn bắt đầu chú ý tới điều này, đế cấp cao thủ bây giờ đều bị bất động, hẳn là cùng với không gian pháp tắc mà Hồng Quân nói có quan hệ. Thì không gian pháp tắc chính là không gian pháp tắc, hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc là ngươi có thể nắm trong tay không gian này. Hồng Quân lại giảng giải nói. Ngươi nói là bây giờ Tôn Ngộ Không đã nắm được không gian pháp tắc, đế cấp cao thủ bây giờ vẫn không nhúc nhích chính là bởi vì Tôn Ngộ Không thi triển không gian pháp tắc ư? La Băng mặc dù là kiểu cấp ma đế, người đứng đầu tu la ma giới, nhưng cũng căn bản không có nghe qua nói công pháp có thể cho đế cấp cao thủ không thể nhúc nhích. Có phải đó là lĩnh vực của cảnh giới đế cấp không? Việc này ta cũng biết mà. Phượng Hy đứng một bên chứng kiến sự lợi hại của Tôn Ngộ Không bắt đầu yết khởi đoạn. Quả thật đó chính là lĩnh vực của cao thủ đế cấp.
tới một trình độ nhất định, muốn trói buộc người khác cũng không phải không có khả năng. Tiểu Phượng, ngươi sai rồi. Hồng Quân cười cười nói với Phượng Hy. Lĩnh vực chỉ là một loại đơn giản, hữu ích của không gian. Thực sự lĩnh ngộ được không gian pháp tắc thì lại hoàn toàn nắm trong tay không gian. Ngươi có thể sử dụng lĩnh vực của ngươi khống chế được 200-300 cao thủ đồng cấp sao? Chuyện này hình như đích xác không thể. Cao thủ đồng cấp ta cũng chỉ có thể làm được hạn chế thôi. Phượng Hy suy nghĩ một chút, lại nhìn tình huống hiện trường, mới phát hiện quả thật không phải lĩnh vực có khả năng làm được. Không gian pháp tắc ư? Huống Nhật Minh lẩm bẩm nói. Hồng Quân không biết một phen thoại này của hắn lại làm cho vô danh không gian này tạo ra một thần vương, chính là Cương Thi Thần Vương. Kinh thiên nhất côn! Một tiếng hô thật lớn từ trong miệng thông linh thạch hầu phát ra, đồng thời một côn bổng màu vàng khổng lồ hung hăng nện xuống hơn 200 người đang đứng bất động trên mặt đất. Ngay khi côn ảnh màu vàng rơi xuống đất, không gian trở nên kịch liệt chấn động. Trong nháy mắt, một làn sóng màu vàng ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại khuếch tán ra. Không một ai may mắn tránh thoát, tất cả đều bị bao phủ bởi làn sóng màu vàng. Bang! Thân hình khổng lồ thông linh thạch hầu từ trong không trung ngã xuống mặt đất, hóa ra hình người Tôn Ngộ Không thở hổn hển. 200-300 đế cấp cao thủ đều bị một côn này đánh văng ra ngoài, toàn bộ bị thương. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.